Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa, vì ngươi chẳng tiếc ta điều gì, dù là con của ngươi, con một của ngươi. Hồi ấy, ông Abraham là một thương gia giàu có, sống với vợ và gia đình của mình ở một thành phố tên là Ur thuộc vùng Lưỡng Hà Địa. Bà Sarah vợ ông là một phụ nữ rất xinh đẹp nhưng lại không có con. Một ngày kia, ông Abraham bỏ đất Ur và cùng với vợ, cháu của ông là Lot và tất cả bộ lạc của ông để đi về hướng Bắc theo dòng sông Euphrates. Rồi ông đến định cư ở miền Kharan. Hồi ấy, ông Abraham đã hiểu rằng những thần minh của các dân tộc thờ cúng chỉ là những tượng bằng đá, và các sư sãi của họ cũng chỉ là những người phàm như ông. Một đêm kia, Thiên Chúa chân thật, đấng thấu suốt mọi ý nghĩ của ông đã gọi ông. Abraham, ta là Thiên Chúa của ngươi, Thiên Chúa độc nhất, đấng dựng nên trời và đất. Ngươi hãy trèo lên đỉnh núi trước ngươi đi. Hãy ngước mắt lên đó, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy đưa mắt nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây. Tất cả miền đất ngươi đang thấy, ta sẽ cho ngươi và dòng dõi của ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như cát biển. Hãy rời bỏ xứ sở ngươi, rời bỏ nhà của cha ngươi và đi đến miền đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi và làm cho tên tuổi ngươi trở thành vĩ đại. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc ngươi và nguyền rủa những ai nguyền rủa ngươi. Nơi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thế là ông Abraham rời bỏ Kharan, băng qua núi đồi và sa mạc và đã đến miền đất Ai Cập. Trên đường trở về, ông đã dựng lều trên đất Canaan. Trong cuộc hành trình dài hàng chục năm trời này, ông Abraham luôn luôn tuân giữ giao ước đã ký với Thiên Chúa và trung thành tin tưởng vào lời hứa của người. Khi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đổ xuống trên dân thành Sodoma và Gomorrah tội lỗi, ông Abraham đã cầu xin Thiên Chúa thương xót ít là những người tốt lành và công chính. Và ông Lot, cháu của ông, cùng tất cả gia đình đã được cứu thoát. Một ngày kia, trong khi dựng trại ở gần khu rừng suối Mamre ở miền Hebron, ông Abraham đã đón tiếp ba vị sứ giả của Thiên Chúa, ba vị thiên thần. Ba người này đã báo tin Thiên Chúa sắp thực hiện lời người đã hứa với ông, và ông đang hết sức mong đợi. Sarah vợ ông tuy đã già sẽ sinh cho ông một con trai là Isaac. Ông Abraham hết sức vui mừng khi đứa trẻ sinh ra. Thế nhưng niềm hạnh phúc của ông đã bị khuấy động vì lòng ghen ghét của bà đối với Ishmael, con trai của nàng hầu, mà cho tới lúc ấy vẫn là nguồn an ủi cho tuổi già của ông. Thế là ông bị buộc phải chia lìa Ishmael và dành tất cả tình yêu của mình cho cậu con trai Isaac. Bây giờ đang ngày càng lớn lên, càng trở thành khôi ngô, tuấn tú và cường tráng. Isaac, con cầm lấy thanh gỗ này và ném thử xem. Ồ, tuyệt quá! Hồi cha còn trẻ, cha trẻ hơn bây giờ rất nhiều, cha từng là vô địch môn ném dao, và bây giờ cha ném vẫn còn khá lắm. Cha ơi, gì thế con? Bao giờ thì con có thể có riêng một thanh kiếm cho mình? Bây giờ thì còn quá sớm con ạ. Nhưng giờ của con cũng sẽ tới. Lúc đó, nếu chú cho cha còn sống thì chính tay cha sẽ chọn một thanh kiếm cho con đấy. Cha nhìn kìa, có dấu chân trên cát, dấu chân của đoàn lữ hành đấy mà. Con thấy giống dấu chân của một con vật. Thưa cha, sao Isaac? Trước đây con chưa biết trong sa mạc lại có loài vật. Làm sao chúng có thể ở được những nơi như thế này hả cha? Chính Thiên Chúa ban lương thực cho chúng.
Vậy là Thiên Chúa đã bảo chúng sống ở đây à? Cũng gần gần như vậy. Thật vậy hả cha? Nhưng chúng lấy đâu ra nước mà uống? Yên tâm đi Isaac, Thiên Chúa gìn giữ chúng. Cha, có một ốc đảo đằng kia kia. Thế cha không bao giờ bị lạc lối trong sa mạc hay sao? Không, không bao giờ cả con ạ. Nếu con biết theo hướng mặt trời ban ngày và nhìn vị trí của các ngôi sao về ban đêm, con sẽ không bao giờ lạc lối cả. Trên đường đời cũng thế đấy. Bao lâu con còn biết mở lòng để nghe tiếng Chúa và tuân theo lời Ngài thì con sẽ không bao giờ bị lạc hướng đâu. Cha chắc chắn là như thế đấy con ạ. Mua đi, mua da thú đi, da quý đây này. Mua da về để may quần áo này, đồ nữ trang rất nhiều đây. Ông cứ xem đi, cái này mua về tặng bà nhà thì hết ý. Da thỏ quý nhất đấy ông ạ. Ừ, đẹp thật, thế nhưng mà vợ ông chắc cũng già rồi, có phải không ông Abraham? Đêm trong sa mạc lạnh lắm, ông mua về cho bà nhà mặc ban đêm thì hợp lắm. Chắc bà đã sinh cho ông cả một đàn con trai rồi, có phải không đấy hả ông? Chỉ có một đứa thôi, nó là con trai duy nhất của tôi. Vì vậy tôi thương nó hơn mọi sự trên đời này. Ông cứ mua đi, bảo đảm lòng sẽ may thành một chiếc áo cực đẹp cho cậu. Đưa tôi xem thanh kiếm kia nào. Tôi mua cái này. Được rồi, tôi mua nó. Ơ, ai lại đi tặng bà già một thanh kiếm sắc bén như thế này bao giờ? Ai bảo với anh là tôi mua tặng bà xã tôi? Tôi mua cho con trai tôi đấy chứ. Isaac, cha mua cho con thật đấy à? Con thích thanh kiếm này chứ? Tuyệt vời, có mơ cũng không được cha. Nó sẽ giúp ích cho con trong đời để bảo vệ con khỏi kẻ thù. Cha mua ở đâu vậy cha? Ở chợ, vừa thấy nó là cha ưng ngay mua cho con ngay đấy. Thế cha có mua gì cho mẹ chứ? Con đừng lo, quà của mẹ ở cái sắc trên lưng con lừa cái kìa. Chù cha, một tấm da thỏ đẹp quá đi mất cha. Thưa Chủ tướng Abimelech, đây là cánh đồng lão Abraham đã cho chăn đàn cừu của lão. Phải tống cổ những quân du mục này đi, không thương tiếc gì cả. Đích thân ta sẽ quyết định phải làm thế nào. Nhưng trước hết ta phải đến gặp Abraham và nói chuyện phải trái với ông ta đã. Các người hãy lui về phía sau ốc đảo kia chờ ta. Vâng thưa ngài. Ông Abimelech đang tới, chúng ta phải làm gì đây? Vào hang, lui tất cả vào hang. Đưa các phụ nữ và trẻ con vào trước, lùa đàn cừu vào nơi an toàn đã. Isaac, đây không phải là chuyện đùa. Chúng ta là khách lạ trên đất của ông Abimelech, vì thế chúng ta phải tiếp đón ông ta một cách thân thiện. Còn hãy lo cho đàn cừu đi. Vâng, cha đừng lo. Tôi biết
là ông đã phản bội lòng hiếu khách của tôi. Tại sao ông lại cư xử với tôi như thế? Ông Abimelech, tôi biết ông đến đây nên tôi đã chuẩn bị một tiệc lớn. Mời ông ngồi để chúng ta cùng nói chuyện. Tôi không thể chấp nhận lời mời của ông. Ông đã để gia nhân vô cớ giết chết hai người lính của chúng tôi. Tôi thề là sự việc không phải như thế. Tôi đã đào một giếng nước trong sa mạc. Nhưng một tháng trước đây, người của ông đã đến giành giếng nước, lại còn giết hai đầy tớ của chúng tôi nữa. Vì thế ngày hôm sau, người của bộ lạc chúng tôi đã tấn công để giành lại giếng nước. Ông Abimelech, thế ở vào địa vị của tôi, ông sẽ xử sự như thế nào đây? Tại sao ông không thông báo sự việc ngay cho tôi? Tôi thề không biết người của ông đã tranh giành giếng nước của tôi. Bây giờ coi như vấn đề đã được dàn xếp. Không được, tôi sẽ không đi khỏi đây nếu ông không bồi thường cho hai người đã bị ông giết hại. Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Chính lính của ông đã tấn công người của chúng tôi. Ông biết tìm được nước trong sa mạc khó biết bao nhiêu. Không có nước, nhiều người chúng tôi chắc đã chết rồi. Ông đã từng một lần không kính sợ Thiên Chúa và đã từng bị Ngài trừng phạt. Nay ông lại muốn xảy ra một lần nữa như thế hay sao? Tôi không muốn đuổi ông ra khỏi lãnh thổ của tôi, nhưng ông phải thề trước Chúa của ông là ông sẽ không tấn công tôi cũng như con cái và dòng dõi của tôi nữa. Và ông sẽ mãi mãi là như thế. Như tôi đã đối xử tốt với ông thế nào, ông cũng phải đối xử thân thiện với xứ sở của tôi như thế. Tôi thề như thế nhân danh Thiên Chúa. Để xác nhận giao ước này, tôi xin tặng ông một ít chiên cừu của tôi, mong ông chấp nhận cho. Đây sẽ là khoản bồi thường cho hai binh sĩ của ông đã bị sát hại. Và tôi sẽ gọi nơi này là Bersabe, nghĩa là giếng thề. Tấn công. Có chuyện gì đây? Những người này muốn đánh cắp đàn cừu của chúng tôi. Hãy để họ đi đi. Nhưng họ muốn giết chúng ta, giống như tháng trước khi họ đến tranh giành giếng nước của chúng ta vậy cha. Cha bảo con phải đưa họ đi ngay lập tức. Cậu bé này là ai thế? Con trai của tôi đấy. Con trai duy nhất của tôi, tên nó là Isaac. Con trai duy nhất của ông à? Con trai của ông thật mạnh mẽ và dũng cảm. Nó sẽ có một tương lai vô cùng rạng rỡ đấy. Vâng. Và nếu nó vâng lời Thiên Chúa, người sẽ chúc phúc cho nó. Còn một điều này nữa ông Abimelech. Xin ông hãy nhận cho 7 con chiên non này của tôi, để ghi nhớ là chính tay tôi đã đào giếng nước này. Lạy Chúa, xin chúc lành cho Isaac con trai của con. Abraham, Abraham, thưa Chúa con đây. Hãy đem theo Isaac con trai ngươi, con trai duy nhất của ngươi, và dẫn nó lên vùng đất Moria. Tại đấy ngươi sẽ dâng nó làm lễ tế trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Chúa đòi con phải giết con trai của con hay sao? Abraham, hãy làm như ta đã truyền cho ngươi. Isaac, vâng thưa cha. Isaac, chúng ta phải đi xa, con hãy chuẩn bị đi. Con sẵn sàng rồi, nhưng chúng ta đi đâu vậy cha? Rất xa, đi đất miền Moria.
Để làm gì vậy cha? Chúng ta phải thi hành một lệnh của Chúa. Còn phải mang theo con chiên nào để tế lễ cho Thiên Chúa? Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta khi chúng ta đến nơi. Con có thể mang theo thanh kiếm của con không cha? Tất nhiên rồi. Cha uống chút nước đi cha. Ồ, cảm ơn con. Cha có mệt không cha? Cha có muốn dừng lại nghỉ một chút không? Không, không, không cần đâu con ạ. Cha cứ nghỉ đi, con không muốn thấy cha mệt. Abraham, Abraham. Lạy Chúa con đây. Hãy đưa Isaac lên núi phía trước mặt ngươi, dựng ở đó một bàn thờ, chất củi lên trên đó rồi hiến tế con trai của ngươi. Ôi lạy Chúa, con sẽ làm theo lời Chúa truyền. Thưa ông chủ, chúng tôi phải làm gì? Hãy chờ ở đây. Hãy chờ ở đây nhé. Đã đến lúc chúng ta dựng bàn thờ rồi. Thế nhưng còn hiến tế ở đâu? Cha nói là chú sẽ cho, con chẳng thấy con chiên ở đâu cả. Chú sẽ lo liệu điều đó. Con hiểu rồi. Bàn thờ đã sẵn sàng rồi cha. Isaac, chính con là tế vật cho Chúa. Cha phải vâng theo ý của người. Con phải bị thiêu trên bàn thờ hả cha? Phải Isaac, vì đó là ý Chúa. Thưa cha, Chúa toàn năng đã truyền cha tế sát con. Con xin vâng lời người. Isaac, cha không đành lòng làm chuyện này, nhưng đó là ý Chúa. Isaac, con yêu dấu của cha. Ôi lạy Chúa của con.
Abraham, Abraham. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa ra tay giết thằng bé, Chúa làm hại nó. Giờ đây ta đã biết ngươi kính sợ Thiên Chúa, vì ngươi đã không từ chối cả đứa con trai duy nhất của ngươi. Chúa ban cho nó sự sống sao? Lạy Chúa, con xin tạ ơn người. Thưa cha, Isaac, Chúa đã tha chết cho con rồi. Ồ cha ơi, Isaac, ồ con của cha. Cha nhìn kìa, có một con hươu, chúng ta sẽ dâng nó làm lễ. Chúa sẽ chấp nhận lễ vật này. Chúa sẽ vui lòng chứ cha. Ta sẽ chúc phúc cho ngươi, và ta sẽ làm cho mưu duệ ngươi đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Và mưu duệ của ngươi sẽ làm bá chủ các thành của địch thù, và nhờ mưu duệ này mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc, vì ngươi đã vâng lời ta. Đời sống của ông Abraham và của bộ lạc của ông không dễ chút nào khi họ là những người khách không được mời đến sống tại những miền đất thù nghịch và khó khăn. Kinh Thánh kể lại những cuộc tranh chấp giữa ông Abraham và vua Abimelech người Philistine, một trong những chủ đất của miền Canaan và là người kiểm soát việc sử dụng những nguồn nước ở ốc đảo Beersheba trong sa mạc Negev. Nhưng tại sao lại to chuyện như thế chỉ vì một cái giếng nước? Có thể coi việc sở hữu ốc đảo này như một điểm mốc quan trọng trong lịch sử của Israel. Có thể nó chứng minh rằng bộ lạc du mục của Abraham có ý định trên lãnh thổ này, vì thế việc sở hữu của giếng nước là một điều sống còn. Cần phải làm chủ giếng nước này, dù là dùng đến vũ lực, thế nhưng nếu thương lượng được thì tốt hơn. Chính vì thế mà Kinh Thánh đã thuật lại cho chúng ta một hòa ước rất sinh động ký kết giữa ông Abraham và vua Philistine Abimelech. Thực sự các sự kiện đã xảy ra như thế nào? Hiệp ước này đã được thiết lập khi nào? Đây là những câu chuyện rất cổ xưa, trong đó người ta lẫn lộn các thời kỳ, sự kiện và ký ức khác nhau. Bằng chứng là trong câu chuyện này, Abimelech được tả là một người Philistine. Nhưng theo lịch sử, thì dân tộc này đã định cư ở Palestine vào thế kỷ thứ 13 trước Chúa Giáng sinh. Nghĩa là nhiều thế kỷ sau thời ông Abraham. Chúng ta cần phân tích khoa ngữ nguyên học để xác nhận ý tưởng về hòa ước, hiệp ước. Beersheba có nghĩa là giếng thề. Cũng có người cắt nghĩa là giếng của bầy, con chiên. Vì ông Abraham đã tặng cho vua Abimelech 7 con chiên non để bảo đảm thỏa ước sử dụng giếng nước này, hay một loạt những giếng nước ở ốc đảo Beersheba ở ven sa mạc Negev. Sa mạc này nằm ở phía nam của vùng đất mà vào thời Abraham người ta gọi là đất Canaan, vì là đất của người Canaan cư ngụ, nên sau này được gọi là đất Palestine bởi những người Philistine định cư ở phần đất ven biển. Đây chính là đất hứa, một vùng đất tương đối nhỏ, từ bắc xuống nam dài không đầy 230 km, và từ bờ biển Địa Trung Hải tới biển Chết không quá 80 km. Vào thời Abraham, tất cả vùng đất này là đất Canaan,
một tỉnh của người Ai Cập bao gồm Libya, Syria và vùng đất mà nay là Israel. Trên vùng đất này có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, trong đó có người Canaan, người Amorei, người Jebusei và người Hittit. Đó là những cái tên được Kinh Thánh nhắc đến rất nhiều và một cách trung thực để chỉ về những dân ngoại triền miên xung đột với người Israel về vấn đề tôn giáo và các thần Baal, Astarte, thần El và vợ của thần Asherah. Những thần này đã hơn một lần đe dọa thay thế chỗ của Thiên Chúa Giê-hô-va trong lòng người Israel. Đó là những dân sống ở một thứ tôn giáo sơ khai và man rợ, giết cả người để làm vật tế thần. Kinh Thánh còn giữ lại cho chúng ta tục lệ này với sự ghê tởm và dấn mạnh trong tấn bi kịch Abraham được Thiên Chúa thử dâng con mình để làm y tế. Đó là dấu của sự vâng lời về trung thành. Nhưng nó cũng muốn dạy chúng ta rằng đối với dân Thiên Chúa thì những tục lệ tế thần sơ khai giống như thế là không thể hiểu được. Những chi tiết ly kỳ của câu chuyện này được viết trong Kinh Thánh sách Sáng Thế chương 21 và 22.